cái lượt xôi quá, nó vừa xôi chút xíu mình nhảy. Chứ đừng có để nhà mọi người nấu thì sao, nhưng mà mình mẹ mình chỉ mẹ vậy đó, mình nấu theo cách của mẹ mình chỉ từ xưa đến giờ. Cái mà có gì sai sót thì mọi người bỏ qua nha. Mua gì về cũng mua trộn thịt đó, trộn xoài cho nó gan.